cụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chuyện ngắn nắng qua thềm của nhà văn hồ trường an. người đọc thái hoàng phi. Quân có hai bà chị họ cùng chung một họ, cùng chung một ông sơ bên nội, nhưng khác bà sơ. Ông cố hai của chàng là con bà vợ lớn. Còn ông Cố Ruột và bà Cố Tư của chàng là con bà vợ nhỏ Ông Cố Hai tức là ông Cố Ruột của hai người chị họ đó Tuy thế gia tộc của quân cũng quay quần trong cái xóm cầu kè thuộc làng Long Đức Đông Theo kiểu tứ đại đồng thôn Chứ không như các đại gia tộc quý phái bên tàu sống theo kiểu tứ đại đồng đường Ông thân sinh của hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh là cháu đích tôn của ông Cố Hai còn cha của quân là cháu đích tôn của ông cố ruột của chàng Mà hai chị gọi là ông cố ba Cho nên cha của hai chị và cha của quân Phải trông nom ngôi nhà hư quả của ông nội mình Hai ngôi nhà ấy ở gần nhau Kiểu kiến trúc giống nhau Cách nhau một cách lạch nước viền những khóm ô rô Những cụm bình bát xanh tươi Có chiếc cầu tre bắt qua Đó là kiểu nhà ba gian hai trái Sân lót gạch tàu đỏ tím Như ruột trái đu đủ xiêm Hai nhà chỉ có khác nhau chăng ở chỗ Ở giữa sân trước nhà của cha quân có bầy hòn non bộ Còn nhà bác hai chức Thân sinh của hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh Có trồng trong bồn giữa sân một cây chuối kiển thật to Tàu lá xếp hình rẽ quạt Dưới hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh Có người em trai tên Khiết Nhỏ hơn quân một tuổi Một nhân vật lưu mờ nhạt nhẽo nhất trong giới họ hàng Cùng một thế hệ với quân Trên quân là chị Hương Khuê mặt lẳng ngầm hễ mỗi khi chị cười là cặp mắt chị tích lại rồi đưa đẩy trong mắt ướt lóng lánh vừa mới 16 tuổi chị bị anh cẩn thứ nam của ông bà biện trọng dụ dỗ mang thai túng thế bà má quần điều đình với ông bà ban biện trọng gả chị luôn cho tên tiểu tặc dâm bôn kia chị hương khuê phải về chợ ngã tư cách tỉnh vĩnh long bốn cây số để làm dâu cho ông bà điền chủ miệt vườn kia Tuy ba má gã trôi được cô con gái thuồng luồng hổ mang kia Nhưng quân hầu như không nghe ba má nhắc nhở tới chị Hương Khuê Thỉnh thoảng chị có về thăm nhà Nhưng chưa bao giờ ở chơi trọn ngày Lúc đến và lúc đi Lúc nào chị cũng lặng lẽ như một cái bóng Qua hoàng lắm ba má quân mới đi thăm chị Nhưng không bao giờ ở chơi với ông bà thông gia của mình một ngày Tuổi qua niên của quân bắt đầu từ năm 1938 Lúc đó đất nước nằm trong tình trạng khủng hoảng kinh tế Hàng hóa nhập cản rất nhiều Mà dân chúng không có tiền mua Bên trời Âu Ngọn lửa đệ nhị thế chiến vừa mới ngúng cháy Chị Băng Thành và chị Tuyết Anh Đang học trường áo tím Bị bắt hai chức gọi về quê Bác an ủi Con gái Đâu cần học nhiều Hai đứa bay học tới năm thứ ba Ban thành chung như vậy Cũng đủ văn minh tân tiến rồi bay về đây nên lo trao dồi công dung ngôn hạnh thì thiếu gì trai trẻ con nhà tử tế quanh vùng này nhờ cha mẹ tụi nó cầm trầu cầm cao cưới bay về làm vợ thuở đó quân mới ngồi lớp đệ nhất niên ban thành trung trường cao tiểu cần thơ vào dịp bãi trường chàng ôm rương tráp về quê già nghỉ mát suốt hai tháng hè nhân dịp này chàng mới có dịp gần gũi và kháng khích với hai chị hơn còn khiết vì không trúng tuyển vào trường Lycée Petrushki nên anh phải học trường tư thục Quỳnh Khương Ninh ở Sài Gòn. Bác hai chức trai thừa biết con mình học hành không mấy sáng dạ, chưa chắc theo đuổi hết chương trình ban thành chung. Chị Tuyết Anh ngắm nghía quân. Chị không ngờ, chỉ trong vòng một năm mà, mà em đã có lưng dài vai rộng như thế này. Em tuy lớn hơn khiết một tuổi, mà cao lớn hơn khiết nhiều, lại còn cứng cáp vững vàng nữa. Quân nhìn trân trối hai cô chị họ Về nhan sắc chẳng có chị nào vượt mức trung bình Nhưng chị băng thanh không chịu xấu Mặt mũi chị không có nét thô Chị lại còn trắng da dài tóc nữa Nhưng những chi tiết trên khuôn mặt chị thiếu nét hài hòa vẻ mặt chị lại cao có khó chịu Như nét mặt kẻ mang bệnh táo bón kinh niên Chỉ nhìn chị thoáng qua Người đối diện như bị một sức đẩy Tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát Chị có dốc mình mảnh khảnh Dai mỏng, mông nhỏ nhưng mà quỷ ơi đôi mắt chị có trọng đen quá nhỏ Vì bị trọng trắng húng hiếp lấn ác Đã vậy chị lại hay trừng hay trợn Nên trong chị dữ tợn và hầm hực bất an Còn chị Tuyết Anh có màu da hơi ngâm đen Cặp mắt hơi trố, hàm răng hơi dẫu Những chi tiết đó tuy không kéo chị lên hàng ngũ mỹ nhân Nhưng cũng không thể dìm chị xuống hàng chị em Vì cháu, mẹ con, bà chung vô diệm được Nhưng chị có nhiều cử chỉ quá trớn ưa nguyết thấy nhúng trề ổng ẹo véo do nghiệt một nỗi những biểu lộ tình cảm tô đậm sắc thái ấy quá trơ trẽn được diễn tả bằng giọng khang đặc nhưng cố tình làm ra âm sắc hổn hển nũng nịu một cách gượng ép cũng như chị băng thanh chị không chịu xấu để người xung quanh thương hại chị thừa biết mình không đẹp nhưng muốn lôi kéo sự chú ý của kẻ khác nên chị tạo những cử chỉ và ngôn ngữ quá đặc biệt Tuy nhiên chị tính sai vì những cái giả tạo đó Chỉ làm người đối diện nhột nhạt tê tê Như phải nghe tiếng giót tre giót nứa Giờ gặp quân chị băng thanh không bao qua dồn dã như chịu tiết anh đâu Chị lãnh đạm nhìn quân Cặp mắt chị dù không trừng không trợn Nhưng lại dội lên xương sống chàng một gáo nước lạnh cống Chị cười gằn sung sướng quá Con trai thì được gia đình cho ăn học tới nơi tới chốn Chỉ có bọn gái tụi này Dẫu có học hành xuất sắc cho thế mấy Cũng bị gia đình gia tộc dìm tài Nhốt kín cái ốc thông minh họ Bức tử con đường tiến thân của họ trong xã hội Chị ngoe ngoẩy vào căn bếp Một lát sau chị bưng ra ba chén tàu hũ màu ngà non Trộn bánh lọt xanh màu ngọc thạch Được trang xăm xấp lớp nước đường màu ngọc mã não Và nước cốt dừa trắng như sữa Chị ân cần Em hãy ăn món này với tụi chị cho vui Chốc nữa em ăn cơm luôn ở đây Hôm nay chị có đi xuống ông thợ đóng đáy Mua được con cá bông lao để nấu canh chua dưa măng Và một mớ tôm càng để tẩm bột chiên giòn Thật tình quân không sao hiểu tâm lý và cách cư xử của cô thiếu nữ Tuy chưa làm gái già mà trở nên kỳ quặc này Chàng sang đây thăm hai cô chị họ của mình Cốt là mượn mấy cuốn tiểu thuyết của nhóm tự lực văn đoàn Về đọc viết thời giờ Cây phượng vĩ ngoài cổng đã thịnh phóng hoa đỏ rực như gấm đài hồng dàn thiên lý trong sân kết những chùm hoa bích lục tươi nõn những ngày bãi trường sáng lạng hay còn dài vẫn những cục phím du vẫn mấy cuốn văn chương thấm mát hơi xương lãng mạn và vẫn một bóng hồng để mơ ước thì đối với chàng mùa hè trở nên vô vị một cách đáng ghét chàng đã có một bóng hồng là cô thu cảnh con của thầy hương hào trần sĩ hiệp chàng cũng có mấy quyển tiểu thuyết thuộc tủ sách phổ thông bán nguyệt sang được sắp xếp ngăn nắp trên kệ sách nhưng xem thét thành nhàm chàng đã nghĩ đến toàn bộ tiểu thuyết của tác giả trong nhóm tự lực văn đoàn mà hai chị băng thanh và tuyết anh đã chắc chiêu sưu tầm từ bao năm qua vào thập niên ba mươi một cô gái thuộc bậc trung lưu cấp cao học tới bậc trung học dù hơi kém bóng sắc nhưng được gia sản cha mẹ và một ít chữ nghĩa đắp điếm cũng đủ làm cho nhân diện và vóc dáng đương sự được đánh bóng mượt mà hẳn lên nhưng dung nhàng hai chị Băng Thành và Tuyết Anh lại không tụt xuống dưới mức trung bình bao nhiêu. Họ lại rành nữ công, biết theo tay lẫn thiêu tàu và biết làm nhiều loại bánh xưa lẫn bánh nay. Bởi thế, cũng có vài nơi điền chủ khá giả, Cậy mai mối đến nhà bác hai chức để hỏi cưới hai chị cho con trai họ. Mỗi khi đi ra chợ tỉnh, hai chị vẫn mặc áo dài màu tím. Không hẳn đó chỉ là hai màu áo kỷ niệm, thời nữ sinh thơ mộng, đối với hai chị đâu Hai chị mặc áo tím cốt để cầm khoe với những kẻ quen biết cùng hàng xóm láng giềng rằng Hai chị là kẻ tân học Trong khi các cô thiếu nữ nhà giàu khác trong làng, trong xóm Đâu có thể leo lên bậc trung học như họ Hai chị khéo bài những cảnh để trai gái trong vùng chiêm ngưỡng Bác hai chức có cất cái nhà mát Ve ra dòng rạch chảy trước nhà Chiều chiều gặp thời tiết tạnh ráo Hai chị băng thành và tuyết anh mặc áo bà ba bằng lụa hà đông Quần sa ten tuyết nhung đen Đem sách ra nhà mát để đọc Hoặc đem kim chỉ ra theo thùa Những người trong sớm mỗi khi chèo ghe Hoặc bơi xuồng ngang qua nhà mát Đều có thể trông thấy cảnh nhị kiều hóng mát như thế Nhà mát cất theo lối thủy tạ Hình lục giác Mái lợp ngói ống Lan can bao quanh sơn son Bác khai chức biết đủ cách sống phong lưu tao nhã Mỗi năm vào xuân thu nhị kỳ Bác được hai cuốn catalog Tên là Pagette và hai cuốn catalog tên là Au Pont từ bên Pháp gửi qua để bác có thể gửi mua hàng hóa và vật dụng sản xuất bên Pháp như chén, dĩa, đèn măng sông, đồng hồ treo trên vách, rèm màn và tăng ten cùng nồi niêu, son chảo bằng nhôm hay bằng đồng. Bởi đó, nhà bác có nhiều món cổ ngoạn bằng sứ Limoges hay các món ly cốc bình hoa bằng pha lê sản xuất dùng Vosges. Riêng hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh có thể mua những món tơ lụa do người Pháp chế tạo để may mặc. Quân vốn có tình lý đồng cân từ bẩm sinh. Từ thỏa qua niên đến tuổi thanh xuân, chàng chỉ mơ mộng lai rai, chơi đàn qua quýt, yêu đương sơ xịa, si tình phơn phớt, để cuộc sống thêm đôi chút hương vị đậm đà, để ý tình thêm dịu ngọt. Chàng không để tâm trí mình lúng sâu vào bất cứ công việc gì ngoài việc học hành. Chàng cũng không mơ mang một lý tưởng nào hoặc một mục đích nào thuộc về tinh thần để khỏi bị mắc kẹt mà không thể tháo gỡ dễ dàng, không thể rút ra trơn tru. Cho nên khi trò chuyện tương đáp với hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh rồi, tự dưng chàng có linh cảm rằng đây là hai kẻ đam mê nồng nhiệt, sống chết với cái ảo tưởng mà họ lầm cho là cái lý tưởng. Cái ảo tưởng đó sẽ biến họ thành kẻ cuồng tín nếu không nguy hiểm thì cũng dở hơi. Hai chị rất say mê nhân vật Dũng trong quyển đôi bạn của Nhất Linh và hình ảnh chàng trai tóc lộng tơi bờ gió bốn phương trong bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ. Những ngày nhàn rỗi ở quê nhà càng làm cho hai chị ngóng đắm đuối về một phương trời xa xăm, có cái lý tưởng phụng sự tổ quốc treo lủng lẳng như một thứ trái cấm. Ôi, thứ trái cấm ấy từ vài năm qua đã quyến rũ ốc phiêu lưu của lớp người trẻ chuộng lý tưởng. Chị Băng Thành thở dài, cuộc sống ở đây đều đặn quá quân à chị phải làm một cái gì mới được chị nghĩ tới ngày tháng dồn đóng trước mặt mà chị bắt rùng mình chị tuyết anh đồng ý ừ chẳng lẽ chúng mình hết lo cơm sáng tới lo cơm chiều thỉnh thoảng làm một tảng bánh để làm quà đám vỗ cho hàng xóm hay sao chẳng lẽ cuộc đời chúng mình chịu đóng khung cứng ngắc nơi đây chịu ngưng động như nước ao tù hay sao quân cười thông cảm nghe nói hai chị giỏi quốc văn Tại sao hai chị không làm thơ Hay viết văn xuôi cho vui Ô lạ chưa Cặp mắt của hai chị háo hức sáng chưa từng có Thở đó phụ nữ miền Nam viết văn và làm thơ Chỉ có bà Mộng Tuyết Vợ nhà thơ Đông Hồ Và bà Huỳnh Hoa tên thật là Mai Huỳnh Hoa Vợ nhà cách mạng Phan Văn Hùng Trên nữa có bà Sư Nguyệt Ánh Con gái cụ Đồ Chiểu Và cũng là bà ngoại bà Huỳnh Hoa Giỏi thi ca Khi sáng lập tập sang nữ giới chung Thì nổi tiếng như cồn ngay ở tỉnh Vĩnh Long đã có nhà thơ nữ Trần Ngọc Lầu và ở tỉnh Sa Đé có nữ sĩ Trần Kim Phụng đều nổi tiếng về thơ cảm hoài và thơ ái quốc. Không ngờ lời đề nghị du vơ của chàng cũng đủ làm niềm hứng khởi đã bèo nhèo héo úa của hai cô gái đợi chồng kia bỗng tươi biết rườm rà ngay. Trước đó chị Văn Thanh có một tập giấy bìa cứng vẽ đầy những hình kiểu bông thiêu còn chị Thuyết Anh cũng có tập bìa cứng để chị ghi chép cách làm các món ăn cổ truyền bây giờ chị văn thanh sắm thêm một tập bìa cứng khác để làm tập nhật ký lẫn tập ghi chép những thiên đoạn văn và tùy bút của mình còn chị tuyết anh cũng sắm một tập bìa cứng thứ hai để chép những bài thơ do chị sáng tác tạp văn xuôi của chị văn thanh có cái bìa được phất giấy nổi vân màu hồng đan tức là màu đỏ pha màu xám trân châu còn tập văn dần của chị tuyết anh màu lam thạch tức là màu xanh pha xám nổi những chấm sao kim nhũ lấp lánh chị Văn Thành dùng mực xanh để chép lại những điều ghi từng ngày có biết cố đáng kể và những đoạn văn cảm hứng đẹp như thơ trên tờ giấy nháp. Bởi thế nên cách trình bày trang nhật ký rất sạch sẽ và ngoạn mục. Còn chị Tuyết Anh cũng làm thơ trên các trang giấy nháp trước khi chép vào tập thơ bằng mực tím tươi và bằng lối chữ nắng nót. Mùa hè chỉ mỏng bớt có hai tuần, giữa lúc quân trút bao tâm cơ vào cuộc giai vãn thu cảnh thì hai chị miệt mài sáng tác lai láng như nước sau mùa mưa. Họ không còn thấy ngày tháng mênh mông cuốn hút họ vào cái trống rỗng bát ngát đến rợn ngợp và giới giới nữa. Dù viết văn xuôi hay sáng tác văn dần, hai chị đều theo chủ trương văn dĩ tại đạo, chứ không ghi chép niềm rung động trữ tình nào. Không để cho một thoáng gió lãng mạn mong manh nào lọt vào câu văn hay câu thơ của họ chị băng thành sưu tầm thi ca của các nhà ái quốc cận đại như nguyễn đình chiểu phan văn trị huỳnh Mấn đạt phan bội châu phan châu trinh huỳnh thúc kháng và của nhóm đông kinh nghĩa thục vào một tập giấy thứ ba của mình được quần vẽ hình hai bà trưng cửa voi ở bìa chị tuyết anh dùng màu huyết dụ tô lên hàng chữ kẻ trên vuông giấy riston có màu trắng bóng như men sứ phấn son tô điểm sơn hà làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam. Quân ráo riết về vãn Thu Cảnh khi về quê nghỉ hè được hai tuần. Thu Cảnh bình thản đón nhận tình yêu của anh bạn hàng xóm, không dồ dập nồng nàn mà cũng chẳng quể quải thờ ơ. Nhưng trong đáy mắt cô, một ánh sáng lạ ngời ngời chiếu ra làm sắc mặt cô rạng rỡ, làm nụ cười cô càng đậm đà hẳn lên. Thu Cảnh ngây thơ, hiền diệu, hơi ngu ngơ nhưng vẻ mặt thật trong sáng và thật phiêu hốt cô vô tư đến độ như một mẫu người nguyên sơ cho nên có kẻ bảo cô hơi ngu đần nhưng chính ở cái ngây ngô thánh thiện của cô làm cho tâm hồn quân rạng ngời một thứ ánh sáng lạ lẫm làm cho trái tim chàng ấm áp với một tình ý khó diễn tả mỗi khi chàng trò chuyện và tiếp xúc với cô thu cảnh sớm một cô cha gia sản của thầy hương hào trần sĩ hiệp khánh kiệt vì sự bê tha trụy lạc của thầy Mai mà thầy còn chưa lại cho hai mẹ con cô Mười mẫu ruộng Một mẫu vườn và nếp nhà một gian hai trái Để hai mẹ con cô sống đắp đổi qua ngày Dạo gần đây thím hương hào hiệp Gọi cô em gái quá chồng của mình về ở chung Đó là cô Lan Chi Tuổi vừa 30 Có một đứa con gái lên năm Hai chị em bay ra việc làm bánh xếp và bánh sùng Đem bán ở chợ cầu lầu Thu cảnh vừa đổ bằng sơ học rồi ở nhà phụ giúp dì cô xoay bột để làm bánh Ngoài ra cô còn lo việc bếp nút Và quét dọn từ nhà trong tới ngõ ngoài Thu cảnh rất được lòng hai chị Băng Tâm và Tuyết Anh Nụ cười hơi ngơ ngác và nét mặt hơi khờ khạo của cô Luôn quá giả những nỗi sần sượm và khúc mắt trong lòng những kẻ Xung quanh trong đó có hai người chị họ của quân Cô yêu mến tất cả mọi người Nhưng không tỏ vẻ bám víu tha thiết với bất cứ ai cô hay giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng tận tụy hiếm có cô không đua đòi không so sánh mình với bất cứ ai cô sử dụng triệt để những vật gì đã nắm bắt trong tay và không bao giờ ao ước những gì của kẻ khác gia đình thím hương hào hiệp ăn uống thanh đạm có khi cả tháng rồng họ mới ăn được thịt heo qua quăng lắm họ mới mổ gà mổ vịt có lần quân đến thăm thu cảnh vào lúc thím hương hào hiệp và mẹ con cô lan chi đi ăn dỗ ở cuối làng Long Thanh. Thu cảnh mua một mớ cá lồng gà lụng dụng tuy không ương nhưng không còn tươi lắm. Nhưng cô biết cách ngâm cá vào nước lạnh pha muối để cá tươi hơn và cứng mình lại. Cô nấu cơm bằng gạo nàng quớt, thô tháp và không được trắng lắm trong cái ôm đất nhỏ. Cá không được kho bằng nước mắm ngon mà chỉ kho bằng tương hột. Vậy mà cơm vẫn dẻo bùi, cá kho vẫn thấm tháp ngon lành với gia vị nêm nếm vừa vặn đặc biệt nhất là rổ rau quang dại gồm rau dừa, rau nhúc, rau đắng biển, rau mát, xanh tươi mồng mộng để chấm vào nước cá kho và vào mắm nêm dầm tỏi ớt. Hôm đó quân được thu cảnh mời dùng cơm, món ăn tuy thanh đạm nhưng vì lạ miệng nên chàng ăn ngon lành. Nhất là khi chàng ngắm niềm vui an phận rạng chiếu trên khuôn mặt cô Thu Cảnh Chắc chắn cô thiếu nữ dễ thương này hoàn toàn hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại Cô không chỉ chấp nhận nó bằng sự lạc quan hồn nhiên đâu Mà cô còn nếm tất cả mật ngọt kỳ diệu Ẩn trong đời sống nữa Cô tận hưởng món ăn trong miệng Nhai như tiếp nhận một ân sủng Không ngẩng cổ lên cao Để cầu xin Thượng Đế thêm một hồng ân nào khác nữa Thu cảnh ăn chay mỗi tháng 10 ngày Gặp hôm Tết Tương chao, tàu hũ mì căng Cô hái rau dền rau muống Đọt lan và đọt mì Đem luộc để chấm muối ớt dắt chanh vậy mà cô vẫn ăn uống ngon lành, mắt lóng lánh một niềm vui kỳ diệu trở nên đẹp khó tả. Thỉnh thoảng hai chị băng thanh và tuyết anh có làm bánh xèo và đúc bánh khọt thường kêu thu cảnh qua ăn. cô trầm trồ xuýt xoa từng thứ bánh ăn bánh một cách thống khoái hạ hề để rồi sau đó cô không hề nhắc nhở tới nó và ao ước được ăn lại. ở cô quân có cảm tưởng rằng cô chỉ nắm bắt cái gì đang xảy đến không hề nhìn quãng đời sau lưng hay mường tượng những gì sẽ đến Cô sống ngoan ngoãn, đơn giản và hạnh phúc Như con chim tu hú phải véo von khi gió xuân về Con cá phải tung tăng bơi lội Con ve phải ca hát vào mùa hè nắng ấm Không thể khác hơn Mùa hạ Cây ô môi bên lạch nước trổ bông màu hồng đào ửng ánh tim tím Những cây sung nằm dắt qua ao Trổ những chùm trái tròn trĩnh dễ thương Thu cảnh ngõ ý với quân ở đây vui quá anh quân à Em yêu mọi nơi trong cuộc đất sớm mình Em thấy cái gì cũng ngộ ngộ dễ thương Thấy ai cũng có nhiều cái đáng mến Chẳng hạn như cây sung này Những khóm sen trong ao kia Lại còn những cây dương Cây sao cao vút ở cuối sớm nữa Và anh có thấy mấy phiến đá ông Ở bên cạnh ao Bắt đầu đóng rêu xanh biếc Và cả tảng đá xanh nằm dưới gốc cây da xà Buông rễ thước tha từng cành to nhánh nhỏ không anh cái gì cũng làm em thích ngắm tới ngắm lui em yêu thích mọi thứ vừa kể mà không hiểu tại sao mình yêu thích mà hiểu để làm gì hả anh nếu mình yêu thứ gì thì hãy ngắm nó không cần nó phải thuộc về mình nhưng mà này anh hồi xưa chỗ tảng đá xanh kia thét rồi em cảm thấy nó gần gũi mình và em cũng thích nó như đã từng thích những món đồ bể kia thì ra nó dần dần quen thuộc với em từ lúc nào mà em cũng không hay Lúc Thu Cảnh nói Cặp mắt cô đẹp dễ sợ Sắc mặt tươi nhuận và sáng lạng dị kỳ Như thu hút mọi cái đẹp chung quanh Giọng cô mỏng và thanh Cô là mẫu người Tuy không quá trái ngược với hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh Nhưng có vô số điểm khác với họ Quân tuy không hiểu những gì Thu Cảnh nói Nhưng khi nhìn nụ cười âu yếm của cô Cùng sắc mặt thần tiên phiêu vật của cô chẳng biết rằng nơi nội giới bao la thâm thẳm của cô có một niềm thân ái thật mầu nhiệm trong mát làm chàng có cảm tưởng như được tưới tẩm bằng dòng sương ngọt trong tịnh bình của đức quán thế âm bồ tát chàng thừa hiểu rằng về vấn đề nội tâm tràn ngập ánh sáng tâm linh kia làm sao thu cảnh diễn tả trọn vẹn và minh bạch những điều cô cảm nhận nhưng cô cần phải nói với quân vì cô tin cậy quân và vì chỉ ở quân thôi cô có thể gửi gắm thông điệp nội tâm của cô rồi mùa hè năm 1942, hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh hẹn hò cùng lũ bạn đồng tâm đồng chí đến suối Lồ ồ để cắm trại, để nghe nhóm Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ và Quỳnh Văn Tiễn diễn thuyết về vận hội mới của thanh niên trước cao trào giành lại chủ quyền cho dân tộc. Khi về tới nhà, tinh thần hai chị bừng bừng phấn khởi và họ sẵn sàng nhập vào đại cuộc để giải phóng dân tộc ra khỏi ách nô lệ của bọn thực dân Pháp. Họ được thầy lục sự thông bên chợ tỉnh dạy hát những bài cổ suý lòng yêu nước của Lưu Hữu Phước như Thanh Niên Hạnh Khúc, Lên Đàn, Xếp Bút Nghiên, Hội Nghị diên Hồng, Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Khúc Khải Hoàng. Về sau quân không lấy làm lạ, khi Việt Minh lên nắm chính quyền hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh gia nhập phong trào Thanh Niên Tiền Phong một cách hăng hái. Chị Băng Thanh giữ chức chủ tịch hội Phụ Nữ Tiền Phong còn chị Tuyết Anh không mấy hài lòng khi được cấp trên giao cho chức phó chủ tịch Nhưng chừng một tuần lễ sau Chị vận động để nắm chức chủ tịch hội hồng thập tự Hai hội này ở ngoài chợ tỉnh Hai chị có quen tên Bảy Việt Giữ chức trưởng ban quốc gia tự vệ cuộc Cũng ở ngoài tỉnh Nên vận động với y ta để đẩy anh khiết vào ngành đó Với chức vụ trưởng toán Tủ sách tinh hòa xin cáo lỗi Đã lượt bỏ một đoạn Vì lý do nhạy cảm Ít lâu pháp tái chiếm nam kỳ chính phủ việt minh do trần văn giàu cầm đầu dời bản doanh về vĩnh long thế tái chiếm mau như trẻ tre cuối cùng lực lượng việt minh phải rút vào bưng biển chị bằng thành và thuyết anh rút vào cái nhang thuộc huyện tam bình và thuộc khu tám do việt minh chiếm đóng ba khai chức lại bị bọn phòng nhì tình báo pháp cho đòi lên thẩm vấn bị đòn như tử mai có người em vợ của bác có quen với tên quan ba đại quý phó trưởng phòng can thiệp nên bác được phóng thích anh khiết vẫn dở điên dở khùng dở tỉnh dở mê cha của quân vẫn bám riết mảnh đất nhà lính tập có xây đồn bót ở vàm rạch cầu kè đổ ra sông long hồ quân sau khi thi đậu bằng thành chung được dạy học ở trường nam tiểu học ở ngoài tỉnh gần đất thánh an nam chàng không dám ở vùng nửa chợ nửa quê tuy không mấy xa phố thị như các xóm thiền đức bánh phòng và cầu kè chàng mướn một căn phố ở dãy phố bà thông Dịnh, gần đất thánh tây cho nên ít khi quân gặp thu cảnh mối tình của cả hai chỉ là mối tình phơn phớt như lớp phấn tuyết nhung phủ mượt mà trên lá mô ngọt lá sen chưa bao giờ họ hôn nhau họ chỉ hoàng tay ôm eo lẫn nhau thu cảnh vẫn ở sớm cầu kè dù cả hai chỉ cách nhau ba cây số và cách chiếc cầu sắt lót dáng bắt qua sông long hồ chẳng có xa xăm dịu vợ chi mấy nhưng chuyện xa mặt cách lòng Làm sao tránh khỏi Quân cưới Kim Mai Con gái ông bà trưởng tòa Trần Hòa Phong Ở chợ Tân Ngãi Hôm nhóm họ Thu cảnh có qua bên nhà ba má quân Để phụ chị Hương Khuê Cùng các bà các cô họ hàng Chồm sớm bên đàn trai dọn cổ Lúc nào cô cũng tươi cười hồn nhiên Gặp quân cô khen Em có gặp chị Kim Mai vài lần Chị ấy đẹp Ăn nói mềm mỏng Dễ thương quá anh quân à nụ cười của thu cảnh mới thần tiên làm sao đó không phải là nụ cười an phận mà là nụ cười vui sướng thật sự hồn nhiên thật sự không một bóng mây mặc cảm nào thoáng qua không một chút mỉa mai chua chát nào làm dẫn đục không hiểu chị tuyết anh luôn lỗi bằng cách nào mà xin được cái giấy thông hành do nhà việt của làng long châu cấp cho để tung hoành trong chức vụ công tác thành tức là công tác giao liên ở ngoài thị thành để cung cấp tin tức cho chiến khu có điều khác hơn bọn công tác thành khác vốn không có giấy thông hành nên chị ngang nhiên trừ mặt ở thành phố còn họ phải lẫn lúc ở các xó xỉnh hẻm hốc trong các xóm lao động không có bọn lính kính tức là bọn mật thám của tây hay bọn lính tập lai vãng rình rập dù sợi dây gia tộc có thiên liêng màu nhiệm cách mấy nhưng quân không thích thăm viếng chị tuyết anh hay trao đổi thư từ với chị băng thanh họ quá sốt sắng cảnh tỉnh quân nên bỏ nghề mô phạm trong chế độ thực dân để đi theo phe kháng chiến chống pháp bởi đó chàng không muốn liên lạc với họ vì chàng sau đành đập vỡ nồi cơm nuôi sống cái tiểu gia đình của chàng họ còn muốn đào tạo quân trở thành một người trai thời đại mới và dần già họ trở thành kẻ xa lạ với quân chị tuyết anh nhức móc bọn phong kiến cùng bọn thực dân pháp và bọn đế quốc mỹ thường nhòi sọ quốc dân mình bằng lối giáo dục củng cố chế độ bóc lột của chúng coi bộ em mê mang lú lẫm cái cặn bã của thứ chế độ ăn cướp phi nhân ấy tới ốc não và tủy xương rồi chị bằng thành thường gửi thư bằng cách trao tay cho cậu em họ mà chị âu yếm tặng cho cái hổn danh thập phần kiều diễm là tên bồi bếp của thực dân thư thường lặp đi lặp lại những câu ý mòn khuôn cũ như chị muốn xây dựng em thành mẫu người mới lành mạnh hơn thời thế thay đổi không ngừng nghỉ cuộc tiến bộ sẽ loại bỏ những kẻ có ốc dông nô tinh thần chủ bại bởi có tinh thần cải tiến quá cao bởi sự dục chạc với vận tốc mạnh bạo cho nên hai chị cào xước tơi tả tự ái nhiều người mà họ muốn canh tân cải tiến trong dòng họ hàng trong giới quen biết chẳng mấy ai ưa hai chị có kẻ dám công khai đã kích hai chị lếu láo dở hơi khật khùng thu cảnh lúc nào cũng lắng tai nghe hai chị dạy dỗ nghe rồi thì bỏ qua mà dẫu cô có hưởng ứng lời xây dựng của hai chị thì không bao giờ cô tán dương hai chị cũng không hề đem những gì mình nghe để xây dựng lại kẻ khác cô thường tháp tùng chị tuyết anh đi giáp nước để thăm chị băng thanh tuy nhiên chị băng thanh và tuyết anh có một vài tông đồ hết lòng chiêm ngưỡng và ái kính hai chị đó là kim mai vợ của quân và kim liên người chị kế của kim mai anh thiện thành chồng của chị kim liên đã đi theo phe kháng chiến sau khi anh học sinh Trần Văn Ân bỏ mạng trong cuộc biểu tình chống chế độ thực dân. Hiện giờ anh ta hoạt động ở vùng U Minh Thượng gần miền cực nam của giải đất Nam Kỳ. Dùng này hoàn toàn do Việt Minh chiếm đóng và kiểm soát Chị Kim Liên nói sóc ấp quân Vặt tới nhà đàn bà còn phải đánh Vậy mà có nhiều anh chàng Tuy có lưng dài vai rộng Nhưng vẫn trùm chăn ngủ kỹ Giữa lúc bao người cùng kê vai cánh việc nước non bởi họ mê bơ sữa ca cao và sô cô la của tụi thực dân pháp nên đành giả điếc trước tiếng gọi của tổ quốc nhân dân vậy mà coi được hay sao kim mai liếc xéo chồng rồi cười gượng gạo đỡ lời cho chồng trường phu của em vẫn đóng tiền nguyệt liễm đều đều cho quân y viện do chị băng thanh điều hành đó chứ anh ấy còn mua thuốc men và các dụng cụ băng bó thương tích để gửi vào trong ấy đều đều chồng em cũng muốn đáp lời sông núi hưởng ứng cao trào dân tộc như anh thành Ngặt một nỗi anh ấy là con một của ba má chồng em Anh ấy đâu thể bỏ nhà theo bước anh Thành được Chị Kim Liên đã có hai đứa con gái với chồng Chị mang thai ở U Minh Thượng Gần ngày lâm bồn mới chịu về nhà cha mẹ Đẻ con xong chị giao con cho cha mẹ và vú em Rồi tìm cách đi U Minh Thượng để hú hí với chồng Bà trưởng tòa phòng thường than thở với ba má quân Còn hai Kim Liên à, đi thăm thằng chồng nó thường lắm Lần nào thăm cũng dài lâu Từ chú trồng cho tới chú trổ Nó mới chịu về nhà vợ chồng tôi Lần đi à, nó mang theo cà phê, sữa hộp Ca cao, bơ lạc, bơ mặn Cá hộp, hầm dĩ, khô cá sủ Lần về nó mang theo cái bầu lớn cỡ trái mít nghề Hễ đẻ đái vừa cứng cáp xong Nó giao con cho tôi Rồi sắm sửa món ngon vật lạ Để đi u minh thượng nạp mạng chân chồng nó Mỗi lần mang bầu về Nó cũng mang theo lời ăn tiếng nói nghe lá quắc Quỷ thần thiên địa ơi Mấy ông soạn tuồng trong gánh hoa sen Chưa chắc có nhiều chữ nghĩa như nó Mà cũng lạ Mỗi khi véo giòn những chữ nghĩa kỳ cục đó Mặt nó hừng hực lửa giận Như mấy cô đào võ trên sân khấu phụng hảo năm phỉ Coi tức cự lắm chị xui Kim Mai chỉ quanh quẩn ở tỉnh nhà Qua hoàng lắm mới qua sớm cầu kè thăm viếng cha mẹ chồng Nhưng qua chị Tuyết Anh và chị Kim Liên Nàng biết đủ chuyện ở khu 8 và khu 9 Mỗi ngày quân mua ba tờ nhật báo Khi Mai thích đọc truyện đăng từng kỳ Của Ngọc Sơn, Thanh Thủy Nguyễn Ngọc Mẫn, Dương Hà, Bà Tùng Long Nhưng nàng cũng ghé mắt Ở những bài viết về thời cuộc Những mục tin chiến sự Nhưng nàng không tin tưởng Nhưng phe thắng lợi của phe Liên Hiệp Pháp Theo nàng tin trên báo Đời nào chịu ghi trung thực tin thảm hại Của phe này đâu Cho nên nàng thường thỏ thẻ thuộc cho chồng nghe Những tin do bọn công tác thành Trong số có chị Tuyết Anh hoặc do chị Kim Liên hóng chuyện cung cấp. Nhưng dù vậy Kim Mai vẫn thích cùng chị Tuyết Anh và chị Kim Liên nghiền ngẫm tin tức đăng trên báo rồi diễn tả và phổ biến với bạn bè và chồm sớm theo sự đoán mò, đoán ẩu, đoán vô căn cứ của họ. Có đêm bị kích thích quá độ, Nàng nắng nằm cạnh chồng, dục ngồi phát dậy, mái tóc xõa rủ rượi, mắt tóe lửa, Trông nàng giống mụ chính điên ở ngoài bến đò, nàng gằn giọng. Để rồi anh coi, tên đầu sỏ thực dân pháp sẽ đại bại các mặt trận cao bằng lạng sơn na sang sầm nứa đã tỉa rụng mấy danh tướng cùng mấy danh tá thiện chiến của bọn chúng rồi chẳng bao lâu căn cứ điện biên phủ sẽ bị phe việt minh chúng mình bứng đi một cách trơn tru dễ dàng như húp cháo lỏng mỗi tháng kim Mai chỉ dùng 20 đồng đóng nguyệt liễm cho quân y viện nàng có cảm tưởng mình tích cực đóng góp vào đại cuộc bằng nửa cuộc đời nửa thân thế của mình mỗi lần đóng nguyệt liễm như thế nàng bắt chồng phải ngồi nghe nàng chửi bọn thực dân pháp và nghe nàng công kích thói hưởng thụ xa hoa của dân thành phố quân chỉ biết ừ ào cho vợ vui lòng kim mai tùy chửi kẻ xâm chiếm quê hương tổ quốc thật khăn nhưng nàng vẫn thích may mặc quần áo bằng tơ lụa nhập cảng từ bên pháp thích trang điểm bằng son phấn và nước hoa được chế tạo bên pháp chị kim liên cũng thế chị thường trầm trồ cô em của mình Eo ơi em mặc chiếc áo dài bằng soline màu thiên thanh điểm bông trắng này Thì các cô thiếu nữ tỉnh mình trở nên mờ lưu bóng sắc hiu hắt dung nha ngay Con này lại còn tô son rose camellia chói bóng nữa Càng khôn vũ trụ ơi Nó dám xài nước hoa sanen số 5 nữa Chết hết các hảo hán anh hùng còn giá Kim Mai cười ngượng ngùng Nàng chống chế để bao che cái thật đỡm dáng xe xua của mình có phải em thích ăn diện sặc sỡ đâu Ngặt vì em đứng bán hàng ở tiệm ba gia của ba má tụi mình Nếu em ăn mặc quá đơn sơ trang điểm lôi thôi Thì khách hàng đương thèm tới tiệm Và nàng vẫn tiếp tục chửi pháp một cách thân hái Vẫn tiếp tục mua bơ sữa, nước chấm, thực phẩm Đóng hộp từ bên pháp nhập cảng qua Hãy thấy ai chiên cá chẻm, cá chim, cá thu Nàng cười nụ thật dễ thương Cá chẻm chiên rưới tương hột Cá chim chiên và cá thu chiên sốt cà sao bằng phết bơ bretan lên ba món cá chiên này có nổi hương nổi vị hơn không một bà nội trợ sành ăn không bao giờ dùng nước mắm pha giấm ớt để dùng làm nước chấm cho loại cá chiên phết bơ bretan mà phải dùng mari mới đúng điệu khi ăn mì tôi không hề dùng xì dầu mà phải dùng van đốc mới hợp khẩu vị của tôi thật tình ba má tôi bạc phước mới sanh một cô con gái kén ăn như tôi giữa lúc phe phụ nữ trong dòng gia tộc của quân và trong dòng thông gia của cha mẹ quân đang sao xuyến bồn chồn trước thời cuộc thì thu cảnh ung dung sống bên mẹ cô và dì cô cô hay đau yếu nhưng hễ khi bệnh vừa rút lui thì cô cần mẫn lo việc nhà lo việc trồng trọt đầu tắt mặt tối vậy mà cô vẫn nở nụ cười ngây ngô hạnh phúc đầy nhiệt tình âu yếm mỗi khi về cầu kè thăm nhà quân thường đến bờ rào cuối vườn để ngắm thu cảnh quốc đất đánh dòng cô miệt mài làm việc áo sống ướt đẫm mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn tươi rạng dưới vành nón lá rộng từ khi thím hương hào hiệp bị bệnh lớn tim chính thu cảnh phải cán đáng việc làm vườn công việc liên lạc và công việc công tác thành của chị tuyết anh bị bại lộ bác hai chức và cha của quân phải chạy trọt ở nhiều nơi thân cận với chính quyền địa phương để chị khỏi bị đưa ra tòa khỏi bị giam giữ Nhờ quen biết với các đấng tài to mặt bự trong quân đội Liên Hiệp Pháp Và trong chính quyền địa phương Nên bác hai chức cứu được con gái khỏi bị đòn bọng và khỏi bị tù đài Chị Thuyết Anh về nhà với thân thể gầy khô gầy héo Với tâm thần hoảng hốt Đêm đêm chị thường bị ác mộng quấy nhiễu Chị ở luôn cầu kè không vào khu tám nữa Thu cảnh đi giáp nước thăm chị Băng Thanh Rủi thay trong một cuộc ruồng bố của bọn lính thuộc lực lượng cảm tử quân Cô bị tên đội trung sĩ người Pháp hãm hiếp đến độ bất tỉnh Hắn để cô nằm bên cạnh bầu nước Có những cây điên điển hoa vàng viền quanh Có những dây rau nhúc nằm dắt dài trên mặt nước Chiều tối chị Văn Thanh mới dám từ đám lá dừa nước chui ra đem thu cảnh Ra ngoài vàm rạch giáp nước Đổ từng muỗng sữa vào miệng cô Hơ lửa và so bóp thân thể cô để cứu sống cô Thu cảnh lần hồi bình phục Vẫn giữ cảm giác ê ẩm ở hạ bộ trong một thời gian dài từ đó hễ ai nói tục nói trầy về chuyện giao hợp là cô tái mặt bỏ đi chỗ khác tuy nhiên cô vẫn cười ngây ngô vẫn giữ sắc mặt trong ngọc sáng gương vẫn không hề giấu giếm tai nạn thảm khốc của mình rồi thu cảnh có thai thím hương hào hiệp và cô ba lan chi khuyên cô nên đi phá thai để mai sau cô còn có cơ hội lấy chồng thu cảnh tươi cười bảo con sợ chuyện vợ chồng lắm con không phá thai đâu bộ má và dì không sợ mất con khi gả con cho một kẻ ở phương xa hay sao rồi một khi biết được chuyện bất hạnh của con anh ta sẽ đối xử với con thế nào đây thu cảnh vui vẻ đón đứa con lại vui vẻ cưng yêu hoạn dưỡng con rảnh rang cô qua nhà bác hai chức để săn sóc anh khiết anh vẫn tìm góc tối để lẩm bẩm lảm nhảm một mình sau hiệp định Genel, chị băng thanh được lệnh xuống năm căn địa điểm tập kết để đưa việt minh ra bắc có tàu ba lan chở họ tới bến hải phòng nhưng không hiểu sao chị lẫn trốn để được ở lại nhờ quân giúp đỡ trong việc xin giấy tờ để hợp thức hóa trở thành công dân miền nam nên chị có thể kiểm tra dưới chính thể tổng thống ngô đình diệm chị ghi tên vào lớp đào tạo cô đỡ hương thôn tại bệnh viện vĩnh long khóa học kéo dài một năm để rồi sau khi mãn khóa chị có thể hành nghề tại các vùng ngoại ô và vùng phù cận tỉnh nhà Chị Tuyết Anh học cách tiêm thuốc và nghiền ngẫm mấy cuốn sách viết về cách trị các bệnh thông thường để hành nghề y tá lậu, song song với nghề tiêm thuốc theo toa bác sĩ. Hai chị còn hành nghề cái nhau nên kiếm được nhiều tiền. Quân được nghe Kim Mai bảo, mỗi chị chỉ trong vòng 4 năm mà sắm được hai chục lượng vàng. Một đôi hoa tai nạm hai viên kim cương cỡ 5 ly rưỡi, ánh nước trắng tím. Bỗng dừng cả hai đổ đốn ăn diện thật chiêm vúa rùm rà dường như từ bấy lâu họ cố tình đè nén sự ưa thích ăn mặc điểm trang để đi làm việc nước nhưng chuyện nước non vẫn chưa ngã ngủ ra sao khi chính phủ ngô đình diệm từ chối cuộc tổng tuyển cử sau hai năm đất nước bị chia đôi mà phải chịu ăn mặc sồi vải phải lánh xa son phấn nước hoa nữ trang làm họ hơn lúc nào hết trở nên ham sống cho chính bản thân mình thúc đẩy họ phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình họ phải cần bận bịu việc chăm sóc dung nhan để khỏi quên mình vẫn còn là phụ nữ để được đàn ông mơ ước thèm thuồng, để được sống theo cái bản năng mà tạo hóa dành riêng cho giống cái. Nhưng mà tuổi xuân của họ đã trôi qua mất từ bao giờ, gái không con thì vẫn chưa già theo số tuổi, nhưng vì không chồng không tình nhân, nên họ không được hưởng sự trao đổi tình cảm và nhục cảm với người khác phái để tìm gặp những giây phút mê ly nồng nàn thấm đượm. Như thế làm sao họ tươi mát nuột na được? Giới thần xá không được tắm tẩm ân sủng của người yêu với tâm tình táo bón cả hai trình bày với người xung quanh một tấm chân dung chát ngầm và vẻ mặt cau có bất an bao năm gối đất nằm xương ở chốn bương biển chị bằng thanh mang chứng phong thấp chị lại còn mang chứng đau gan hậu quả của chứng sốt rét kinh niên dù chứng sốt rét kia đã được trị tuyệt nọc đi nữa còn chị tuyết anh trước đó vì bị đòn bọng khảo tra nên cũng nay ốm mai đau với những chứng bệnh khó hiểu Vợ chồng bác hai chức lần lượt qua đời Anh Khiết vẫn còn điên dại Nhưng tuy điên mà anh rất hiền Không hò hét chữ rủa ai bao giờ Hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh Vẫn săn sóc anh chu đáo Còn thu cảnh Đôi khi còn dắt anh đi tiêu Đi tiểu Lại còn can đảm tắm gội cho anh Giặt vũ quần áo cho anh Mỗi khi anh lỡ phóng quế trong quần Nhưng một hôm nọ Anh Khiết có vẻ bừng tỉnh cơn điên Anh đòi hai chị mua cho anh một tập giấy dày Suốt ba tuần lễ Anh cứ ghi ghi chép chép lăng nhăn lít chích Hết cả quyển vở bằng lối chữ rối rắm Những bài viết thường đệm thêm những câu văn bí hiểm Với những ngôn từ không có trong tự điển Trong các thổ ngữ Trong các tiếng lóng Quyển vở vừa ghi chép ý tưởng của kẻ Có vẻ vừa tỉnh cơn điên xong Thì anh từ trần Sắc mặt đẹp và trong sáng như sắc mặt thiên thần Nụ cười thập phần phiêu vật trong lúc phe phụ nữ gồm hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh Thêm hai chị Hương Khuê và Kim Liên cùng với Kim Mai Xúm lại quanh giường anh than khóc kể lễ Thì thu cảnh nấu nước hương nhu để cùng quân tắm gội thi hài của anh Mặc quần áo đẹp cho anh vẻ mặt cô hồng hào tươi nhuận như thường lệ Cô khuyên mọi người Em rất vui lòng Anh khiết chết một cách sung sướng Các chị nên mừng cho anh ấy mới phải Vậy là ngôi nhà từ đường của ông Cố Hai thuộc về hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh. Đêm đêm hai chị mở tập giấy của anh Khiết ra đọc, đoán mò từng câu văn. Rốt cuộc, họ tưởng chừng đó là những cái thai đề hay những bài sấm ký. Anh Khiết khi còn tỉnh táo và lành mạnh thì rất lưu mờ nhạt nhẽo. Cơn điên loạn dùi anh trong bóng tối quyền bí, tạo cho anh nhiều quyền thoại lý thú. Bởi đó, họ hàng về láng giềng cứ đón già đón non cho rằng anh bị ma dựa quỷ ám hoặc bị hồ ly tinh hớp hồn và rồi cái chết cùng tập di cảo của anh và thêm cho những thiên quyền thoại ấy nhiều đường chỉ rùng rợn theo thêm những bông hoa quái đản kích thích óc tưởng tượng những người quen biết căn nhà rộng với hai cô gái già xế xế gặp lúc nhàn rỗi họ nhìn bóng nắng vàng úa ngã dài qua sân lắng tiếng gió xao xuyến ở ngoài vườn và trên cây hoàng lan trên cây bằng lăng ngọc lan mộc lan bên hè mặt họ buồn bã lãnh đạm nhưng mỗi khi nhận một thiệp cưới trong giới quen biết mặt họ trở nên thách thức ngạo mạn một cách khó hiểu rồi có tin đồn chị băng thanh gian díu với chú Trạch xương ký có chành lúa ở ngoài cầu dài tức là ở vàm sông long hồ đổ ra sông cổ chiên ông ta vốn quá vợ từ hai năm qua lại có tin đồn chị tuyết anh tăng tiểu với thầy hương thân mẹo hư thực vốn mờ mờ nhân ảnh nên quân không dám tin lời đồn đãi chàng vẫn thấy ngôi nhà từ đường của ông cố hai lạnh tanh vẫn thấy hai chị luôn xéo sắc cay cú như từ xưa giờ rõ ràng họ không hạnh phúc chị băng thanh lại có cặp mắt ác độc nhìn bất cứ cô gái nào chị cũng thấy họ nếu không đĩ lộ thì cũng đĩ ngầm chị chì chiết con có được không chứ con mệt lựu á thấy bóng dáng nặng ông là nó bắt đầu chỉnh đốn bộ điệu giọng nó đang ông ống điếc tai điếc đích bỗng êm dịu lạ kỳ khi nói chuyện là nó ưa chớp lia chớp lịa cặp mắt nó lại còn làm ra dáng điệu khép nép nữa chứ cái đoan trang thùy mỹ giả tạo đó vốn là thối thân tánh đĩ ngầm chứ còn gì nữa còn à, con ngọc nga hễ mỗi khi bạn trai của anh nó tới viếng nhà là nó thấp thoáng ra vào ổn a à, ổn ẹn chọc bọn họ cười rồi thích đãi trà bánh cho họ ăn ngập mặt lúc may con này thuộc hạng đĩ lộ lẳng sao mà lẳng nhất lẳng nhói Không hề che giấu cái thói muốn chồng thèm trai của nó Còn chị Tuyết Anh hễ gặp anh chàng nào ở ngoài chợ Hay ở dọc đường dọc xá Mà chịu tiếp chuyện với chị Hay ngó chị chăm chú Là chị đổ hồ đương sự si mê chị Chị véo giòn Quỷ ơi hôm qua đó tôi vừa mặc áo nhung tím bước ra khỏi cổng Thì gặp thầy ký đằng Xâm la dạng tượng ơi thầy ta ngó tôi một cách khờ khạo đờ đẫn khiếp lắm hải lắm bà con ơi thấy cặp mắt gian tà dịch vật của đương sự tôi rét lắm run lắm trước khi mau chân bước đi tôi thấy rõ ràng thầy ta thất vọng không sao che giấu được còn thầy giáo bính mười lần đủ chục à khi y ta gặp tôi là cặp mắt y ta lộn thinh như mắt cá ương bởi y ta quá si mê ngốc nghếch tôi nên miệng lưỡi y ta tê liệt không nói được câu nào trong cũng tội Bởi không thương yêu say đắm y ta Nên tôi không thèm an ủi khuyên lơn y ta đó thôi Cũng có vài lần Quân gặp chú trà sương ký Hoặc thầy hương thân mẹo tại nhà hai chị Trà sương ký hiền lành phúc hậu Còn thầy hương thân mẹo thì lực lưỡng khôi ngô Vậy thì lời đồn đãi về chuyện tình cảm riêng tư của hai chị không hẳn là vô căn cứ Nhưng cớ sao gương mặt hai chị vẫn nghiêm khắc cái nhìn của họ vẫn lãnh đạm Nụ cười của họ vẫn gượng gạo Càng lớn tuổi họ càng khó tánh hơn Càng chăm sóc nhà cửa sạch bóng như lau như ly Một cọng rác là kẻ thù của họ Một hộp bụi là kẻ nghịch của họ Không có tôi tớ nào ở với họ lâu Không ai có thể làm gì vừa lòng họ Chị Văn Thanh và chị Tuyết Anh rất yêu thương Thu Cảnh Thường giúp đỡ cô Ngoài thuốc thang tiền bạc Họ còn săn sóc cô mỗi khi cô đau yếu vì dù sao họ cũng biết cách trị liệu hơn vì Ba Lan Chi Thu cảnh hệ mỗi khi gặp cơn trái gió trở trời là ngã bệnh Thân cô càng mỏng, vai cô càng gầy Nhưng cô càng đảm gánh vác việc mưu sinh phụ giúp vì Ba Lan Chi Như gánh vác cả hệ lụy bằng một thái độ dũng cảm Bằng một quan niệm khắc kỷ tuyệt vời Với nụ cười thanh thản bất tuyệt Mỗi khi cô tiếp xúc với bất cứ ai Đó có phải chẳng là thái độ đối phó hiếm có của cô trước cái ác quả mà cô đã tạo cái ác nghiệp từ hồi tiền kiếp và cô chỉ có cách là phải trả cho sạch nghiệp trong kiếp này. Trong cuộc nội chiến quốc cộng, hai đứa con trai của quân đã bỏ mình trên chiến trường An Lộc trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. kim Mai trở nên ngốc nghếch khờ dại vì hai nhát búa định mệnh thảm khốc giáng xuống đời mình một cách thô bạo. Chính thu cảnh săn sóc nàng như săn sóc một đứa trẻ cô khuyên lơn an ủi nàng nhưng đầu óc và thần kinh nàng trở nên tê liệt rồi năm sau kim mai từ trần trước ngày miền nam rơi vào tay cộng sản một tháng quân chết vì bệnh hoại huyết trong những ngày nằm chờ chết không hiểu sao chàng nghĩ rất nhiều về hai người chị họ của mình và về thu cảnh nữa cuộc đời về sau của hai chị vẫn là một nỗi buồn thảm hết thất vọng này sang thất vọng khác chiến tranh giữa pháp và việt minh kết liễu một trang đời của họ bị lật qua tuổi xuân của họ đã mất họ không tìm được ý trung dân không được làm vợ và làm mẹ đúng theo hoài bão của đa số phụ nữ và thu cảnh đó ai biết được cô nghĩ gì có nhân sinh quan ra sao nhưng tại sao cô vẫn giữ được nụ cười trước sau như một tuy tự hỏi nhưng quân không cần câu trả lời không cần câu giải thích do một trực giác kỳ diệu Quân tin rằng Thu Cảnh luôn luôn hạnh phúc Mà thật vậy Dù cô có sức khỏe mong manh Dù cô phải chật vật kiếm sống Nhưng lúc nào vẻ ngây ngô hồn nhiên Cùng thần thái phiêu hốt thoát tục của cô Cũng đem lại cho người xung quanh Một niềm an lạc tươi mát chưa từng có Thiếm hương hào hiệp qua đời Cô bà Lan Chi vẫn bán bánh xếp bánh sùng như cũ Con Lan Hương ái nữ của cô đã ngồi lớp đệ nhất A Trường Tống Phước Hiệp Và thi đậu tú tài một vào ngày 28 tháng 4 năm 75 Nó theo người tình Trung Quý Hải quân Di tản qua đảo Gua Am Ít lâu sau nó cùng chồng bảo lãnh mẹ qua Hoa Kỳ Theo diện đoàn tụ ODP. Thằng Âu con trai của Thu Cảnh học chưa hết phần trung học đệ nhất cấp Thì quốc nạn xảy đến Nhưng nó cố gắng chạy giấy tờ theo diện con lai Rồi cũng được cùng mẹ sang định cư bên Pháp Xong đó là hai chuyện về sau Bắt đầu sang thập niên 80 Trước đó chị Văn Thành cho Thu Cảnh mượn tiền mua tiểu thuyết về cho mướn Nhưng hễ rảnh ràng là Thu Cảnh chăm bón mảnh vườn nhà Đó không chỉ là chuyện để cô kiếm qua lợi Mà là thú giải trí của cô Từ bẩm sinh cô yêu cây cỏ cùng thiên nhiên tạo vật Đã bao phen cô bị bệnh thập tử nhất sinh Nhưng cô không chết Cô vẫn sống để gửi cho mọi người xung quanh Và cho cuộc đời nụ cười bát ngát niềm lạc quan Và sáng ngời ý nghĩa âu yếm thanh thản của mình cô có thể cuốc đất, đánh dòng, săn sóc dòi dưa dây mướp trong lúc cô đang hâm hấp sốt. Vừa khi cơn bệnh trên đà rút lui, dù tay chân còn yếu ớt, cô vẫn ra giường để khơi ngồi, tháo nước động tràn lên láng khỏi vũng ra ngoài dòng rạch để cứu mấy cây đu đủ, đủ khỏi chết vì úng thủy. cây ăn trái và rau dưa do cô chăm bón đều xum xuê thịnh Mậu thằng âu do mẹ quản giữ chu đáo nên có lưng dài, vai rộng, thể chất cường tráng lành mạnh. Nó đẹp trai, ăn nói có duyên Lại chăm học và không bao giờ giấu giếm Cái căn nguyên éo le của mình Cùng cái thảm kịch đen tối của mẹ nó Nghề cái nhau chỉ tồn tại 4 năm đầu Trong chế độ đệ nhất Cộng Hòa Từ năm 1956 Những kẻ tin tưởng phương pháp dưỡng sinh kỳ quặc đó Lơ dần và âm thầm xa lánh hẳn Nhưng hai chị Băng Thanh và Tuyết Anh Vẫn không đầu hàng cảnh ngộ Họ mướn bằng cấp của một mụ dược sĩ ở cầu Bà Điều Để mở nhà thuốc Tây ở bên hông chợ tỉnh Họ vẫn làm ra tiền Họ cũng có bạn trai để giải sầu cô độc Chú trà sương ký tâm sự với quân Cô hai tuy không lượt lẹp Nhưng ngộ thương cổ lắm là Hãy cổ chịu là, là ngộ cưới cổ liền là. Không biết tại sao cổ dùng dằn dục dằn Không chịu lấy chồng Chạch lơ chạch như ngộ Cũng có ăn học tới bậc cao chung Cũng biết cưng vợ lắm chứ Chồng chạch biết cưng vợ Có cơ sở mận ăn thì bánh cũng như chồng việt nam lơ thầy hương thân mẹo buồn bã bả bảo quân tuy tôi lớn hơn cô ba chín tuổi lại không giàu nhưng tôi có cơ sở làm ăn có lợi tức hàng tháng bởi cô ấy là kẻ tân học còn tôi chỉ là một cựu hương chức trong ban hội tệ hồi trầu tây thì kể như dân đàn cựu rồi cho nên cô ba không chịu làm vợ tôi mà lại chọn cách sống già nhân ngãi non vợ chồng với tôi để khỏi hổ mài thẹn mặt với họ hàng lối sớm rõ ràng hai chị không hạnh phúc trong tình yêu vì hạnh phúc ấy không ở chỗ hai chị ngước lên cao mà ở chỗ hai chị phải cúi xuống để tầm nhìn được xuyên vào nơi sáng suốt và thấu đáo hơn cho nên chữ phúc không hề hiện hữu suốt chiều dài của cuộc đời họ về sau chị Băng thanh có thêm nghề xem chỉ tay chị tuyết anh có thêm nghề bói bài tarot họ làm chơi mà ăn thật tiền bạc đối với họ sao mà dễ kiếm còn một tấm chồng tân học già hào hùng như chàng dũng trong quyển đoạn tuyệt của nhất linh chắc hai chị chỉ tìm được ở kiếp lai sinh nếu kiếp này hai chị tu kỹ sáng nào hai chị cũng thuộc cho nhau nghe những cơn chim bao trong đêm qua của mình rồi mở cuốn đoán điềm giải mộng ra nghiên cứu họ thường đi chùa bảy phủ ở cầu đào thờ đức quan thánh đế quân chùa minh hương ở cầu dài thờ đức thiên hậu để xin xăm họ không mấy tin tưởng nghề xem chỉ tay và nghề bói bài của mình đôi khi họ ngồi xe thổ mộ lên cầu cái cam để cầu đồng cốt để biết việc tương lai gần cũng như việc tương lai xa càng về già hai chị càng thích làm nũng với cuộc đời mỗi khi quân tới thăm chị băng thanh thế nào cũng có thêm vài chứng bệnh mới để kể cho chàng nghe nếu quân tỏ vẻ quan tâm săn sóc tới chị dù bằng lời nói phất phơ đi nữa cũng đủ làm cho gương mặt chị Quang hỉ rạng ngời và chị thích đã cho chàng cơm gà, cá gỏi hay bánh trái ngon lành. Còn chị Tuyết Anh có tật tự kỷ ám thị kỳ quặc. Hễ ai nói tới bệnh gì thì chỉ có cảm tưởng cơ thể mình ngầm chứa mầm móng của chứng bệnh ấy. Hễ nghe nói tới bệnh lao phổi, chỉ có cảm tưởng ngực mình nặng triều triệu, phổi mình đang rách te tua, mình sẽ ho rách cổ họng và sắp thổ huyết dầm về chứ không chơi. Hễ nghe ai nhắc tới những người cùi là chỉ có cảm tưởng da thịt mình vừa đau vừa ngứa ngáy sắp nứt nẻ để nước vàng và máu độc chảy ra lai láng trên giường chờ chết quân ngẫm nghĩ rất nhiều về cuộc sống của những kẻ xung quanh chẳng ai mà chẳng có nỗi khổ tâm riêng nhưng đối với cái khổ người đời có một trong hai thái độ tương phản qua thu cảnh cùng qua hai chị băng thanh và tuyết anh chàng mường tượng lại nụ cười của thu cảnh và khi khép rèm mi lại chàng thấy từ nụ cười của cô một nguồn ánh sáng trong mát chiếu lên khuôn mặt cao có hầm hực của hai bà chị họ mình lòng chàng dục êm ả và sẵn khoái lạ thường chàng như thấy dưới nguồn chiếu rọi ở nụ cười thu cảnh vẻ đau khổ và bất an của hai chị phai dần để trở thành khuôn mặt sáng lạng dịu hiền chưa từng có rồi trên khuôn mặt hai chị nụ cười tươi tắn và thoải mái nở rộng để hòa nhập vào nụ cười thần tiên của thu cảnh quân chết đi Thất hiếu chàng xuất quyết dầm về Nhưng mà lạ chưa Trên khuôn mặt khắc khổ của chàng Nét mỉm cười đẹp tuyệt vời Như khi dấu ấn giấc ngủ thiên thu của chàng Đầy những cơn chim bao lộng lẫy Cổ Nguyệt Đường Ngày 24 tháng 12 Năm 2002 Hồ Trường An Hết chuyện